trứng bò rau. Trứng bò rau. Trứng bò rau với sốt bò hầm Omachi nấu cùng nhau. Omachi đã có gói sốt bò hầm xịn. Hãy thêm trứng bò rau sẵn trong tủ lạnh. Mọi bữa sáng đầy năng lượng đều là khoảnh khắc quay quần đáng nhớ. Omachi rất ngon mà không sợ nóng. Ngon quá. Bữa sáng đầy năng lượng Omachi sốt bò hầm nấu cùng trứng bò rau.